Xin chào các bạn. Các bạn đang ở Ukraine, đang hiểm họa chiến tranh, ban đầu đang ở Việt Nam và nghe tình hình chiến sự của Nga đối với Ukraine, và bà con mình đang ở Ukraine với nguyện vọng trở về nước, và xin gửi lời chúc sức khỏe bình an. Có nguyện vọng đó là một cái điều ước ao và một cái niềm vui đến với cộng đồng người Việt hàng mong muốn trở lại về Việt Nam. Đây là một cái niềm vui lớn nhất của những người thân ở Việt Nam, và quan đầu sẽ gửi lời chúc bằng tiếng nhạc thôi thúc niềm tự hào của kỳ bào Việt Nam. Quyền được xin cư trú tạm thời 1 đến 2 năm và tiếp cận việc làm cũng như phúc lợi xã hội của những người sơ tán khỏi vùng chiến sự.